Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 21 tháng 2 năm Giáp Thìn, tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Kiên Giang, chùa Phật Quang Phổ Chiếu, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức kỳ thi kết thúc học kỳ 2 năm thứ nhất, lớp trung cấp khóa 6, 2022-2025. Trước khi bắt đầu kỳ thi, Chư Tùng Đức Tăng Ni ban giám thị trường Trung cấp Phật học tỉnh đã tuyên đọc nội quy cho tăng ni sinh nắm rõ. Trong quá trình làm bài phải giữ im lặng và trật tự, không được trao đổi riêng trong suốt thời gian làm bài thi thí sinh không được tự ý rời khỏi phòng thi. Khi nộp bài xong và hoàn thành các thủ tục, được giám thị cho phép mới rời khỏi phòng thi. Sư cô Thích Nữ Huệ Tánh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học đã có đôi lời sách tấn đến Tăng Ni Sinh, nhắc nhở Tăng Ni Sinh cần phải làm bài nghiêm túc theo đúng năng lực của mình để đánh giá và nhìn nhận những gì chúng ta đã học được và những điều còn thiếu sót trong hai học kỳ vừa qua để làm tiền đề cho Tăng Ni Sinh cố gắng và nỗ lực hơn nữa trong các học kỳ sắp tới. Cuối lời Chư Tôn Đức trong Ban giám hiệu, Ban giám thị chúc các thí sinh có một kỳ thi thật tốt và đạt thành tích cao. Sau đó, Chư Tôn Đức Ban giám thị đã trao bộ đề thi và bắt đầu kỳ thi học kỳ 2 khóa 6. Kỳ thi học kỳ 2 năm thứ nhất khóa 6 trường Trung cấp Phật học tỉnh lần này sẽ kéo dài trong 2 ngày, từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, tức ngày 21-22 tháng 2 năm Giáp Thìn, với các môn kinh pháp cú thiền phật giáo phật và thánh chúng anh văn phật pháp hán văn cổ đại tiếng việt thực hành phật học căn bản